Như tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiện nhân sư Phật Thế Tôn.
Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thì thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Sau đây, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các chánh dẫn nhập pháp hội hôm nay. Nắp những thai nhé. Thưa vị, hôm nay chúng ta đọc học phần một bài kinh tương đối ngắn. Ngắn không phải là vì bài kinh này ngắn so với những bài kinh trước, nhưng mà có một số bài ở trong kinh tương ứng dần dần thì trong lúc kết tập các vị A Sa Lê. Và có lẽ là tôn giả Nanda đã không đề cập đến phần đầu, tại vì nó giống nhau. Cũng là một vị trời hiện đến hỏi Đức Phật. Và trong cái đối thoại thì thường là rất là ngắn, chỉ một bài kệ thôi. Và hiếm khi, cũng có nhưng mà hiếm khi, thì chúng ta nghe những bài kệ. Có thể là phải chỉ thiên của Đức Phật là dài. Có lẽ là đây cũng là một cái tính cách rất là đặc biệt. Và từ bài kinh này và một số các bài kinh tiếp theo đó lại có một cái tính cách gọi là ở trong đó những vị thiên nói lên những cái giá trị và vị đề nghị tốt nhất theo quan điểm của mình. Và dựa trên điều đó Đức Phật Ngài dạy cái giá trị chân thật và qua cái nhìn của một bậc giác ngộ. Chúng ta có một bài kinh rất là nổi tiếng, đó là kinh Điềm Lành hay là Mangala Sutta. Trong bài kinh này thì vị thiên không có đề cập đến cái giá trị mà vị này quan niệm, nhưng mà vị này thưa bạch phải Đức Phật rằng chư thiên và nhân loại thì thường suy nghĩ và đưa ra những cái kết luận về những cái giá trị, về những cái điềm báo mà tốt nhất. Thì Đức Phật Ngài đã trả lời qua 10 bài kệ mà chúng ta có kinh Điềm Lành, tức là Mangala Sutta. Ở trong bài kệ này cũng vậy, thưa quý vị. Dĩ nhiên là khi mà Đức Phật Ngài trả lời thì Ngài cũng dựa lên trên một số những cái gì được nêu lên. Và từ đó Ngài cho chúng ta biết những giá trị đặc biệt. Và bài kinh ngày hôm nay thì vị trời, vị thiên cũng đưa ra bốn cái sự tỉ giáo. Và mình thí dụ như là nói về về ánh sáng thì là ánh sáng của mặt nhật, của mặt trời là sáng nhất, nhưng mà câu trả lời của Đức Phật nó lại hoàn toàn khác. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe phần chánh kinh, và sau khi nghe phần chánh kinh thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài kinh này qua lời giảng của Thượng Tọa Thế Sinh. Quý Phật tử có thể đọc cho phần chánh kinh. Chúng con kính chân thần tòa giác đẳng. Bài kinh không ai bằng. Bài 3, kinh không ai bằng con. Nathi Puttasamma Sutta. Thương ai bằng thương mình. Chú thích dẫn nhập.
Người ta thường làm những so sánh để tìm ra cái cao lớn, chỉ đạt hay tốt nhất. Đa số so sánh thường không chính xác vì chủ quan phiến diện. Trong bài kinh này, đề cập đến một điều khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là thương ai nhiều nhất. Câu trả lời của Đức Phật, thực tế thì chúng sanh thương bản thân mình nhiều nhất. Nhiều người nhanh chóng phủ nhận điều này, vì người ta thường nói đến những hy sinh, nhưng là sự quên đi bản thân. Kỳ thật, thì trong sự hy sinh, người ta dựng sống cho niềm tin của chính mình. Hiểu được bản thân là bước đầu quan trọng cho tất cả định hướng của cuộc sống, kinh doanh. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thương ai bằng thương con, của nào bằng bò nhà, sáng nào bằng mặt trời, nước nào hơn biển cả. Thế Tôn, thương ai bằng thương mình, của nào bằng lúa gạo, sáng nào bằng trí tuệ, nước nào hơn mưa rào, tạm hiểu đứng. Thương ai bằng thương thân, của nào vì lúa thóc, sáng nào sánh trí tuệ, nước nào hơn được mưa. Thích danh năng tề năng bằng chính bản thân, anh nha sát na ngang bằng trí tuệ, bút thiết quê parama sa ra tí, nước nào so hơn mưa. Thích nghĩa, theo giới giải thì không thương ai hơn chính mình, bởi vì nhiều người vô tâm với nhiều thân nhưng luôn lo cho bản thân. Không tài sản nào bằng lúa gạo hay mễ cốc. Vì khi nạn đói xảy ra, người ta có thể đem quý kim quý thạch đổi gạo thóc. Không ánh sáng nào bằng trí tuệ, vì tuệ giác của Phật có thể sáng chói 10.000 triệu thế giới. Không nước nào bằng mưa, vì khi mưa không còn thì đại dương sẽ khô cạn. Dịch giả và Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình tùy theo giác đẳng. Chúng con kính thỉnh Thượng Phật Tề Sư giảng giải và tuyên dịch. Nam Mô Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Thầy Tổ Đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính mời quý ngài đến lưu nghị. Bài kinh hôm nay cũng là một trong những bài kinh đáng cho chúng ta học thuộc lòng. Khi nhớ về ý nghĩa, nhất là cái câu thứ ba, thật là thú vị khi mà vị chư thiên, vị trời đến lại nói một cách khác theo cái quan điểm nhận xét của vị thiên ấy, nhưng không vượt qua được cái trí tuệ đặc biệt của Đức Phật. Và bài kệ đáp lại của Đức Phật là ngài đã nói lên một cái ý nghĩa sâu sắc hơn, đặc biệt hơn, là pháp mà vị chư thiên nói.
Ở đây chúng ta sẽ trình bày từng đôi gọi là song đối, một câu của vị thiên đã nói và một câu của Đức Phật ngày đối lại. Như vậy để tiện cho chúng ta so sánh và chúng ta hiểu rõ hơn, vị thiên ấy đối với kỳ này trước mặt Đức Thế Tôn Nathi Uthasamang Pemang Nathi Vô Samitang Thách Năng Nathi Surya Samang Afa. Samudda Brahma Saram. Cái chữ tí ở phía sau đó là chữ ý tí, chúng ta nên biết đó là kết thúc một câu nói, thì cái đó thay cho cái một kép, cho nên chúng ta không cần phải quan tâm đến cái chữ tí ở phía sau. Sara là đúng rồi. Mặc dù trong mấy bản dịch thương ai bằng thương con, của nào bằng vội nhà, sáng nào bằng mặt trời, nước nào hơn biển cả, nghe cái bài kệ đó thì xuông nó. Hồi nhỏ khi mà chúng tôi đọc Tương Ưng Mục Kinh với những cái bài kệ như thế này, chúng tôi rất thích nghe, có cái hồn thơ, có cái hồn khí và pháp gì. Bây giờ thì chúng tôi vẫn thích cái thể thơ, cái thể kệ ngũ ngôn tứ khúc bốn câu, mỗi câu năm chữ. Về dịch xuân như thế này. Nhưng mà vì hiện tại là chúng ta đang học Pali Phật ngữ, vì thế cho nên sẵn cái dịp này chúng tôi muốn trình bày về cái ngữ pháp để cho các học viên mà chúng ta có học về cái lớp phản ứng Bali thì chúng ta chú ý để sau này chúng ta rành rẽ thêm. Ở đây thứ gì? Nát thí. Nó là một động từ có nghĩa là không có. Chúng ta thấy rõ ràng là trong cái câu Nát thí của Tát Sa Mang Tên Năng đó, mà dịch là thương ai bằng thương con, câu đó dịch lấy cái nghĩa nhưng mà không lấy cái văn. Nghĩa thì tương đồng nhưng mà về cái mặt văn thì nát thí bên măng, tức là không có cái tình thương nào. Uttasamang bằng tình thương con, không có tình thương nào bằng tình thương con. Nếu mà dịch đúng quá thưa quý vị thì chúng ta phải dịch gì? Nát thí vô sắc bị tăng thách năng,
không có tài sản nào bằng gia súc. Như vậy thì chúng ta vẫn dịch cái đưa cái chữ nathi, nathi thanh năng là không có tài sản, không có tài sản nào bằng gia súc. Cũng vậy câu thứ ba, nathi alpha tức là không có ánh sáng nào bằng ánh sáng mặt trời. Nathi Surya Sama Alpha. Ở đây trong cái bản Pali Latin là Surya Sama, nhưng mà trong cái bản của Tích Lan, của Thái Lan, Campuchia và một bản dị bản khác thì ở đây gọi là Surya Sama. Cho nên ở trong cái một ép vuông đó là chúng ta phải hiểu cái chữ đó là cái chữ các cái dị bản có cái sự sai biệt. Nhưng mà cái trường hợp này thì cũng không có quan trọng lắm, là bởi vì đúng chữ mặt trời phải là chữ Surya. Nhưng mà vì nằm ở trong cái thể kệ cho nên chúng ta thấy cái chữ Surya, chữ xúc đó, đoạn âm thì thành trường âm Surya. Cái này là do ảnh hưởng cái âm vận của kệ thôi, chứ không có vấn đề. Nhưng mà chúng ta phải hiểu theo cái từ vựng là chữ Surya là mặt trời. Nhưng cái câu cuối cùng đó, là Samudra Parama Sara. Thì ở đây dịch là nước nào bằng biển cả, là nó thuận với ba câu trước. Thương ai bằng thương con, bộ nào bằng bộ nhà, sáng nào bằng mặt trời. Nước nào hơn biển cả. Nhưng mà trong mặt trăng thì ở đây cái vị trời đó nói rằng Samudra Parama Sara, biển cả là khối nước lớn nhất, là cái lượng nước lớn nhất. Biển cả là lượng nước lớn nhất. Parama, Parama tức là nhất. Cho nên cái chỗ này nói cái nghĩa thiện diện, nhưng mà chúng ta cứ thọ trì theo cái bài kệ mà đã được dịch để đọc cho nó suông nghe nó hay. Nhưng mà vị nào học Pali đó thì chúng ta chịu khó, chúng ta ghi nhớ, khi nào đọc tụng thì chúng ta đọc tụng khác. Còn khi nào mà chúng ta tìm cái ngữ nghĩa của mật văn thì chúng ta nói theo cách khác. Bởi vì nếu mà chúng ta sát văn thì chúng ta sẽ không có, chúng ta không có nhận ra được. Thì đó là cái ý nghĩa. Một bản hiệu đích nói rằng thương ai bằng thương con, của nào hơn trâu bò, sáng nào bì mặt trời, đức nào sánh đại dương. Thì cả hai cái bài kệ dịch Việt của Hòa Thượng Minh Châu và cái bản dịch hiệu đính đều hay, cho nên chúng ta cứ thọ trì cái đó. Còn khi nãy chúng ta chỉ phân tích được nghĩa để các vị đừng có lấy làm lạ tại sao ở trong mạch văn Bali vậy mà ở đây không tìm thấy được cái chữ nào dịch chữ nát thí là không có vân vân, và cái lối trình bày cái ngữ nghĩa như thế nào
Và khi Đức Kitô ngài đáp lại cũng bằng cái bài kệ mà dựa theo cái chủ đề vị trời đó đã nói, thương ai bằng thương mình, của nào bằng lúa gạo, sáng nào bằng trí tuệ, nước nào hơn mưa rào. Nati atasman pema nati thanya saman thanang nati panya sma afa utiwe parma sara. Bản hiệu đích này chỉnh lại là thương ai bằng thương thân, của nào bì lúa thóc, sáng nào sáng trí tuệ, nước nào hơn được mưa. Thì cũng nằm ở trong cái ý nghĩa đó quý vị. Ai thích học cái bài dịch nào thì chúng ta học. Còn ở đây khi mà chúng ta phân tích qua đi thì Nathi Atasman Beman tức là không có thương ai, không có Nathi, không có thương ai bằng chính mình, không thương ai bằng chính mình. Nathi thành esmang thắt năng, không có của cải nào bằng ngũ cốc hay là bằng lúa gạo, bằng mễ cốc, bằng mễ cốc chữ thanh giá là mễ cốc đó, thì nói chung tức là lúa gạo và tất cả các thứ đậu củ vân vân đều gọi là thanh giá. Nếu lúa là chữ quý là lúa, còn gạo là chữ đàn tô lá. Cho nên ở đây đó, chúng ta gom lại chúng ta gọi là thanh nhát. Câu thứ ba, Natpanya Sma Afa, không có ánh sáng nào bằng trí tuệ, không có ánh sáng nào bằng trí tuệ. Vutiwe Parma Sara, mưa là lượng nước lớn nhất. Ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng câu của vị thiên và của Đức Phật đã nói. Cái câu đầu vị thiên đã nói rằng Nathi Bhutasamang Pemang, tức là không thương ai bằng con, không thương ai bằng con. Lẽ thường thì người ta nghĩ rằng con mình đẻ ra thì đương nhiên là phải thương, thậm chí những cái con giả thú
mãnh hổ, những con mãnh thú ở trong rừng, cọp nào mà ăn thịt con. Dù mãnh thú đó nó dữ dằn như thế nào, nhưng mà đối với thú con thì cũng được thú mẹ thương yêu, che chở và nuôi dưỡng. Cho nên cái vị trời đó mới nói lên cái quan điểm của mình, tức là không có thương ai bằng con của mình. Thật ra thì ở đây thì quý vị, cũng chưa hẳn là tình thương đối với con cái lại là cao nhất. Bởi tại sao? Có hai trường hợp. Có những người cha, người mẹ sinh con ra rồi mà vì do cái nghiệp quan cái cho nên họ cảm thấy không thương đứa con, họ mới vứt bỏ đứa con nó đi khi nó còn bé, vứt bỏ nó ở trên một đống rác ở ngoài đường, hoặc là cho nó vào trong cái viện mồ côi, hay là cho người khác bán cho người khác. Cũng có trường hợp đó thưa quý vị, chứ chưa hẳn là con người ta thương, người ta thương con là tuyệt vời nhất, không phải, nó không phải là tuyệt vời. Cái lẽ thứ hai nữa đó là thương con từ hồi nhỏ đến khi mà con nó trưởng thành, nó lập gia thất rồi, nó đã lớn khôn rồi, thì lúc bây giờ cha mẹ gần như là không đối hoài tới, không thương, chỉ mong chờ con nó thương lại mình thôi. Cho nên lúc đó cái tình thương con nó đã vơi bớt. Trong khi đó thì Đức Phật Ngài nói rằng Nathi Akasman Peman, tức là không thương ai bằng chính mình. Quả thật vậy. Bởi vì tự bản thân mình không có cái sự ghét bỏ bản thân được. Cha mẹ có thể vì cái nghiệp quan cái ở quá khứ, bây giờ chúng sanh nó sanh lại làm con của họ, nhưng mà họ không có một chút cảm tình, chút tình thương, họ cảm thấy ghét, họ muốn đánh đập, muốn hành hạ đứa bé đó. Nhưng mà không có ai tự hành hạ đánh đập mình hết, bởi vì tự bản thân mình không thể có sự quan trái với bản thân mình được. Cho nên lúc nào cũng thương bản thân mình chứ không có. Với lại theo ở trong cái lời giải thích của chú giải đó, thì có nhiều người vô tâm với người thân nhưng mà luôn lo cho bản thân, thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy là lo cho mình là trên hết. Lẽ thứ hai nữa là từ nhỏ lớn lên là biết chăm sóc bản thân, cho đến khi lúc tuổi hay về già rồi thì cũng chăm sóc bản thân. Người ta có thể làm ngơ khi mà đứa con bị hiếp đáp, nhưng mà
chính bản thân họ bị lừa gạt thuyết đáp thì họ cảm thấy tức tối, họ giận dữ, họ phản ứng, thì như vậy gọi là thương bản thân. Không có thương ai mà thương bản thân. Nhưng ở đây chúng ta phải nhớ cái này. Mặc dù trong bài kệ thì chỉ Đức Phật này chỉ đối lại với cái lời nói của vị thiên đó. Nhưng mà ở chỗ khác thì Đức Phật này có dạy rằng Atananche Viyanchenya Rathiyanam Surakitam. Tinh năng anh nhé ta răng giam ăn ta tích chắc gây giấc và đi tổ. Nếu biết mình, nếu biết thương yêu mình, hãy kéo bỏ vị mình. Người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Tức là nếu biết rằng không có thương ai bằng thương bản thân mình, nhưng mà nếu thương mình nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng chăm chút cái sắc thân này và sống ăn uống thoải mái chiều theo cái thị dục, bộ sắc thân và có đôi khi làm các cái điều ác, làm bất thiện, thì như vậy cái đó là thương mình mà làm hại mình. Bởi vì Pháp Cú Kinh Đức Phật cũng dạy rằng người thiểu trí quên quẩn trở đi trở lại, chính họ là kẻ thù của họ. Bởi vì khi họ tự tạo ác nghiệp thì ác nghiệp đó nó sẽ hoành hành, tạo ra quả dị thục, khổ đau, hoành hành họ. Cho nên, như xét sanh ra tình sắc, nó trở lại em mồm thân sắc. Đức Phụ Bác Sĩ nói đi, có một lúc tranh luận với Hoàng hậu Mai Lâm Ca. Vua hỏi Hoàng hậu, ái hậu thương ai nhất? Thì Hoàng hậu Mai Lâm Ca có nói rằng tận thiết thương chính bản thân mình nhất. Ông vua nghe như vậy, ông vua không được hài lòng. Hoàng hậu Mai Lâm Ca biết như vậy mới hỏi rằng còn đại vương thương ai nhất? Thì ông vua ông cũng phải thừa nhận rằng cảm thương bản thân cảm hơn nhiều nhất. Thì Hoàng hậu nói phải rồi, bởi vì Đức Thế Tôn dạy không ai thương, không thương ai bằng thương chính bản thân. Và ông vua có suy nghĩ, nếu như mà biết thương mình thì làm thân thiện nghiệp, khổ thiện nghiệp, biết thiện nghiệp. Thế nếu mà gọi là thương mình mà tạo thân ác nghiệp, tạo ác nghiệp, ý ác nghiệp thì người đó chỉ là hại mình thôi. Đức vua suy nghĩ như vậy, rồi vua đi đến hầu Đức Phật và nói lên ý nghĩa của mình. Đức Phật là sát. Ngài sát nhận cái tư tưởng suy nghĩ của vua là đúng. Thì ở đây đó là một bài học mà chúng ta phải biết. Chúng ta không thể phủ nhận. Chúng ta không phủ nhận không thương ai bằng thương mình. Nhưng mà thương mình như thế nào mới thật sự là thương mình? Còn thương thế nào, thương mình như thế nào là tự hại mình? Thì câu trả lời hồi nãy giờ chúng tôi đã nói với quý vị. Nếu biết thương chính mình, hãy khéo bảo vệ mình. Là người trí trong ba căn của cuộc đời, là thời trẻ, thời trung niên, thời lão niên, là ba căn của cuộc đời, phải luôn sống tỉnh thức. Tỉnh thức tức là ý thức được cái sự nguy hiểm của dục lạc, từ bỏ dục lạc,
ý thức được cái khổ luân hồi, phải có cái khuynh hướng thoát ly khỏi luân hồi và làm từ bỏ cái điều ác, từ làm các việc thiện, thì như vậy đó gọi là thương mình. Thì đó là câu thứ nhất mà chúng ta cần phải hiểu rộng ra như vậy. Bây giờ đến câu thứ hai, vị thiên đã nói rằng nát thí vô sâm mi tăng thanh năng, của nào bằng bò nhà. Hay là của nào hơn trâu bò? Thì Đức Phật Ngài mới đáp rằng là nát thí thanh năng, thanh nhát sâm măng thanh năng, không có của nào hơn lúa, lúa gạo. Thật sự gì? Lúa gạo hay bể cốc là cái thức ăn căn bản của con người ở trong xã hội này, ở trong cuộc sống này. Khi mà chúng ta có tài sản vàng bạc châu báu nhiều, đừng gọi là giàu, đừng gọi là tài sản. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng những lúc hạn hán, thiên tai xảy ra làm cho nỗi khổ, thì cái lúc đó đó chúng ta không có thể lấy vàng ra mà ăn cho no được, lấy bạc ra mà ăn cho no được, hay kim cương mã não, hoặc là những cái tài sản khác mà ăn được. Mà chúng ta phải đi tìm lúa gạo để ăn. Rồi lúc đó quý vị, lúa gạo trong cái thời khan hiếm nó quý lắm. Nó quý đến nỗi mà người ta gọi cái thời đó là cái thời gạo củi quế gạo trong. Cái cây quế là một cái loại gỗ rất quý giá, người ta không bỏ phí mà người ta đem về, thậm chí là cái mạt cưa của gỗ quế người ta cũng làm cái phấn thơm nữa, làm cái bẩn thơm để mà thoa sức, để mà ngửi, chứ không phải giống như là cái cây gỗ bình thường. Và lúc đó thưa quý vị, củi mà nó khan hiếm á, thì củi đó lúc mà chúng ta cần, chúng ta mua củi, nó mắc như là chúng ta mua cái gỗ quế vậy đó. Còn cái thời hạn hán, bình thường mình coi cái hạt gạo mình kinh thường, mình coi cái nhẹ giá trị đi, mình tưởng đâu là gạo nó không thể sánh bằng với vàng được. Nhưng mà đến lúc mà đói đó, thì một bát gạo nó có giá trị cả trăm ngàn lần so với châu báu. Châu báu để trong rổ, bất ở trong rương, châu báu trong cái thời đói nó không có giúp được gì cho mình cả. Cho nên người ta gọi là củ quế gạo châu, là gạo châu là cái hạt gạo nó quý, lúc đó nó quý như là châu ngọc vậy đó, như là hạt ngọc.
Thì vì ý nghĩa này mà thay vì cái vị trời đó nói rằng không có tài sản nào bằng gia súc chữ vô ở đây đó, là đúng là chữ vô có nghĩa là con bò, nhưng mà trong cái nghĩa thứ hai nữa, nếu mà nói con bò không thì là vô đáp, vô đáp mới là con bò, vô nát là con bò, la lô giác là con trâu. Nhưng mà trâu bò mình nuôi ở trong nhà đó thì gọi chung là vô. Thật ra chúng ta nhìn là gia súc thì nó cũng chưa đúng hẳn, bởi vì gia súc chỉ là con vật nuôi trong nhà như là con heo, con gà, con vịt thì cũng gọi là gia súc. Nhưng mà bây giờ mình không có từ nào để mình xài cho cái chữ vô. Ngày xưa kia với Ấn Độ, cái truyền thống lâu đời nhất mà luôn cả các vị trời cũng biết nữa, đó là cái thời kỳ mà nông nghiệp đứng vững ở trong cái xã hội, trên đời sống của đời người. Bởi vì thời xưa khi mà mới lập thành cái đại địa này thì lúc bây giờ chúng sanh thưa thớt xuất hiện ở trên mặt đất này, chỉ sống bằng nông nghiệp mà thôi. Và khi sống bằng nông nghiệp thì cái phương tiện để giúp cho người nông dân mà làm không phải như bây giờ là có cơ giới máy móc, cày cũng bằng máy, cày ruộng cũng bằng máy, gieo mạ cũng bằng máy, bằng cơ giới. Và khi mà cắt lúa, gặt lúa cũng bằng cơ giới. Bây giờ trâu bò không có giá trị, người ta chỉ nuôi để ăn thịt thôi. Nhưng mà xưa kia, ở xa xưa nữa thì nhân loại gắn bó với cái nghề nông nghiệp, nghề nông. Mà ở trong gia đình nào có một đàn trâu, đàn bò nhiều chừng nào thì xem như là nghề già. Cho nên khi mà ông bác hộ thắt hành cái giá là thân phụ của tiểu thơ Visakha, lúc mà gả con gái về nhà chồng là bá hộ Migala Mahasethi ở tại Sao Thi, thì ông bá hộ Thanh Nan Cha Giá mới cho con gái mình của hồi môn là 1.000 con trâu, 1.000 con bò. Quý vị lấy làm lạ là tại sao hồi xưa của hồi môn lại là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, hồi đó con người ta tánh tình chân chất, hồi xưa cái gì quý giá nhất thì họ lấy ra để làm của hồi môn. Thí dụ như hồi xưa Chim Thành với việc Việt Nam của chúng ta, Việt Nam tấn công Chim Thành thì người ta cũng lấy cho ô chu lý để mà người ta làm của hồi môn cho công chúa gả qua để mà làm sinh lễ, đúng không? Vua thì lấy đất đai làm của hồi môn cho con gái, còn thứ dân và giàu có thì lấy gia súc, lấy trâu bò để làm của hồi môn. Còn thời buổi bây giờ thì người ta chỉ chuộng lấy vàng, lấy kim cương để làm của hồi môn. Nhưng mà thưa quý vị, thấy thì nó sang đó, nhưng cái của hồi môn nó ăn được, xài được.
Còn đức của họ quân hồi xưa đó, thì trâu bò gia súc hay là vườn tượng, thì cái đó nó thực dụng cho đời sống của nhân loại. Nhưng mà cũng không có cái gì nó qua được lúa gạo, không có gì qua được lúa gạo, cho nên người có gia súc nhiều xem như bị trời đã nói rằng đó là tài sản. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là tài sản không có cái nào hơn là một lần mễ cốc lúa gạo. Ở đây chúng ta thấy trí tuệ của bậc đạo sư của Đức Thế Tôn tuyệt vời. Những cái chuyện như thế mà Ngài cũng có cái sự hiểu biết đặc biệt hơn chúng sinh khác, cho nên không có gì qua được trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Thánh Giác. Chúng ta cần phải đặt niềm tin ở Đức Phật một cách thực tế như vậy. Chúng ta không phải là tin Đức Phật như là một đấng thần linh thượng đế để đáp ứng cái lời cầu nguyện của chúng ta. Mà từng bài kinh như thế này, chúng ta mới thấy được rằng cái trí tuệ siêu việt bậc độ sư là như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái... Quý vị còn nghe chúng tôi nói không? À, còn thì chúng ta nói tiếp. Ồ, cảm ơn quý vị. Đấy, khi chúng tôi nhắm mắt chúng tôi giảng chứ không để ý. Đến chừng nhìn lại thì thấy quý vị im lặng, có tín hiệu gì thì tưởng đâu được bị mất. Cái câu thứ ba đó thưa quý vị, vị trời nói với Đức Phật rằng Nathi Suryasama Afa, không có ánh sáng nào bằng mặt trời. Theo vị chư thiên đó, vị thiên đó, thì mặt trời nó soi sáng cả mặt đất này, chiếu rọi cả mặt đất này. Cho nên ánh sáng mặt trời là tối thượng. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài lại nói khác. Ngài đáp lại bằng cái sự so sánh như thế này: Natipanya Sama Alpha, không có ánh sáng nào bằng trí tuệ. Quả thật như vậy. Mặt trời chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm thì là mặt trăng. Như vậy thì ánh sáng mặt trời không phải lúc nào cũng có. Ánh sáng mặt trời không phải lúc nào cũng có. Chỉ có ban ngày chứ không thể có ánh sáng mặt trời ban đêm. Thứ nữa là ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống trần gian, khi nào mà không có bị mây, không có bị mây che, vào cái mùa mưa, những đám mây đen che phủ cả bầu trời, làm cho ánh sáng mặt trời tắt liền, không có thể soi sáng được. Cho nên ánh sáng mặt trời nó vẫn có lúc có lúc không,
đơn không phải là tối thượng. Còn ánh sáng trí tuệ, thưa quý vị, ánh sáng trí tuệ thì ngày cũng như đêm, lúc nào có sự khéo suy nghĩ thì ánh sáng trí tuệ có mặt. Ban ngày người ta khéo suy nghĩ bằng trí tuệ cũng được, và ban đêm các vị tỳ kheo tu thiền quán cũng tỏa sáng trí tuệ được. Cho nên cái trí tuệ nó ban ngày ban đêm gì nó cũng chiếu sáng. Và hơn nữa, trong thế gian này, nếu trí tuệ của kẻ phàm phu thì còn có khi tỏ khi luôn, có khi sáng khi mờ, nhưng mà cái trí tuệ của bậc giác ngộ thì tuyệt đối sáng. Và nhất là cái trí tuệ nhất thiết chủng trí của Đức Phật thì tỏa sáng 10 muôn triệu thế giới sa bà, không phải chỉ sáng ở mặt đất này, ở cõi nhân loại này, mà trí tuệ của Đức Phật là sáng đến các cái cõi chư thiên, các cõi phạm thiên luôn nữa. Cho nên cái trí tuệ Pa Nha được Đức Phật ngài nói rằng cái trí tuệ đó là ánh sáng đặc biệt nhất, và không có ánh sáng nào bằng trí tuệ. Ý nghĩa đó là như vậy. Sống ở trong cuộc đời này, thứ gì chúng ta mất cái gì thì mất, nhưng mà trí tuệ đừng để cho mất. Chúng ta suy sụp cái gì suy sụp, nhưng mà đừng để suy sụp cái trí tuệ. Này các tỳ kheo, mất mát thì quý thuộc, sự mất mát nó không đáng kể, mất mát trí tuệ mới là đáng kể. Mất mát tài sản là sự mất mát không đáng kể, mất mát trí tuệ mới là mất mát đáng kể. Mất mát về danh xưng, sự mất mát nó không đáng kể, mà mất mát về trí tuệ mới là mất mát đáng kể. Mất mát quý thuộc, mất mát tài sản, mất mát về danh xưng, không vì cái nguyên nhân mất mát đó mà khiến cho con người sau khi mệnh chung phải bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, đọa xứng khổ thú. Nhưng mà một khi con người sống trong cuộc đời này mà họ mất mát trí tuệ thì họ không còn phân biệt được cái gì là thiện, cái gì là ác. Họ không hiểu được cái điều nào là lợi ích, điều nào là không lợi ích, điều nào nên thực hành và điều nào không nên thực hành. Vì không có trí tuệ như vậy, cho nên người đó họ không có làm những cái thiện pháp, những cái phước báo, và họ chỉ chuyên làm những ác pháp. Vì vậy cho nên sau khi mình chung họ bị đọa vào địa ngục. Thì như vậy mất mát trí tuệ mới là nhân để đưa sanh vào đọa xứ địa ngục. Cho nên cái sự mất mát trí tuệ là một điều quan trọng đó, quan trọng hơn các sự mất mát khác. Và do đó cho nên đừng, chúng ta nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà đừng có nghèo cái trí tuệ. Con mắt sáng, nó đem lại lợi ích, hữu ích cho con người. Nhưng mà cái pháp nhãn mới là quan trọng. Ngài Chắc Phú Ba Lá, Ngài tự dạy tâm Ngài, khi mà Ngài hành Đầu Đà
trong suốt 3 tháng. Ăn cư mùa mưa, Ngài chỉ giữ 3 vai nghi, không có nằm, không có ngủ. Và do đó, con mắt của Ngài trở nên tồi tệ, Ngài bị đau mắt. Và nhiều lần, bọn thị nam lương y ở trong làng uống bào chế thuốc nhỏ mắt đặc biệt cho Ngài để chữa trị con mắt. Nhưng mà lúc đó vị lương y mới yêu cầu Ngài khi mà nhỏ thuốc phải nằm thì như vậy thuốc mới thấm vào con mắt được, thì Ngài phải tự giải tâm là cái con mắt trí tuệ đó, cái pháp nhãn đó mới là quan trọng. Đừng vì nhục nhãn là con mắt thịt mang sát chất cú này mà ngươi lại bỏ đi cái pháp nhãn, phải cố gắng đạt được cái pháp nhãn. Quả thật như vậy, Ngài tinh tấn nỗ lực, vừa khi ngay trong cái thời khắc mà nhục nhãn của Ngài, thần kinh nhãn của Ngài tắt liền ánh sáng, thì ngay trong lúc đó pháp nhãn khởi lên trên Ngài và Ngài đã chứng từ đạo quả của đường quần cho đến quả la hán. Cho nên các bậc trí sư kia, những bậc đại căn, các vị đó xem trọng được cái trí tuệ. Cái gì tắt mất được? Ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sáng đèn có thể tắt mất đêm tối được. Mình sống trong bóng tối được. Tắt ánh sáng của đôi mắt được, Ngài chấp nhận. Nhưng mà luôn luôn Ngài thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ. Thì đó cũng là bài học cho chúng ta. Và trong cái câu cuối cùng đó, thì vị theo vị trời đó, thì vị nó cho rằng là Sambuddha Brahma Sara, chữ Sara đúng ra chữ Sara có nghĩa là cái hồ nước, Sara là hồ nước. Cho nên người ta mới có một cái thuật ngữ là Sarora, 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 tức là cái bông sen. Bông sen có nhiều nghĩa, có nhiều từ để gọi lắm, nhưng mà Sarora tức là Sara. Với chữ Aroha tức là cái bông mà nó mọc ở trong hồ là bông sen. Không biết tại sao bông mọc ở trong hồ thì có nhiều loại bông lắm thưa quý vị, nhưng mà cứ là Saroha thì lại là bông sen. Saroha thì là hoa sen vậy. Thì chữ Sara là cái hồ nước. Nhưng mà ở đây trong ý nghĩa này thì cái chữ Sara dịch là một cái khối nước. Theo vị chư thiên thì biển cả là một khối nước khổng lồ lớn nhất. Paramasara, Paramasara tức là khối nước khổng lồ lớn nhất. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài nói khác đi. Uthvi Paramasara, chữ V có nghĩa là thật ra, chắc chắn.
Thật sự thì, Yue có nghĩa thật sự thì. Thật sự thì mưa rào mới là cái khó nước khổng lồ. Bởi vì thưa quý vị, biển cả rồi nó sẽ có một lúc nó khô cạn. Khi mà mặt đất này nó quá già cỗi và bị cái sức nóng mặt trời nó làm cho khô cạn, ao hồ sông rạch rồi dần dần đến biển cả. Khi mà biển cả khô cạn rồi đó thì lúc bây giờ quả đất này mới bị thiêu cháy. Nhưng mà lúc nào trời cũng mưa, khi quả đất này mà nó bị cháy trong suốt, nó bị thiêu hủy trong suốt một ai tăng thì nó cháy mãi như vậy và nó tan thành tro bụi đó, thì lúc bây giờ sẽ có một trận mưa lớn, mưa liên tục không biết bao nhiêu ngày, không có biết bao nhiêu thời gian để dập tắt cái nóng do lửa cháy. Thì ở đây quý vị, ngay cả trong lúc bình thường, chính mưa làm cho biển cả dâng tràn nước. Nếu mà bị hạn hán, các sông rạch nó bị khô cằn thì lúc đó biển cả nó cũng vơi nước, cũng cạn. Như vậy cái nước ở trong biển cả bao la như vậy đó, biển cả bao la như vậy chiếm 3/4 diện tích ở trên quả đất này. Nhưng mà biển cả cũng phải nhờ trời mưa mới có nước được. Cho nên mưa là cái lượng nước lớn nhất, Đức Phật nói như thế. Thì ở đây chứ, trong bài kệ của vị trời nói với Đức Phật thì không có ý nghĩa nào để chúng ta xài được. Nathi putasamang pimang Nathi go samitang thanam Nathi suriya sama afa samudda perma sara. Nhưng khi Đức Phật lại nói lại bằng một cái bài kệ, ở trong bài kệ đó Nathi athasbang pimang, không thương ai bằng chính mình. Khi câu này Đức Phật này có giảng ở một chỗ khác, tức là nếu biết thương mình thì hãy kéo bởi vì mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Câu đó liên hệ đến pháp để chúng ta tu tập. Nathi thanyasa samang thanam, không có của nào bằng lúa gạo. Rồi Nathi panyasma phan, không có ánh sáng nào bằng trí tuệ. Thì câu này Đức Phật thuyết liên hệ đến pháp. Thì như vậy có hai câu liên hệ đến pháp mà chúng ta cần phải nhớ. Còn cái câu mà không có của, không của nào bằng lúa gạo, không nước nào hơn mưa rào, thì hai câu đó là ngày đối lại với hai câu của bài kệ mà do vị trời đã nói với Đức Phật. Thì ở đây quý vị
Dần dà chúng ta sẽ học xuyên suốt tương ương bộ kinh, trong đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái bài kệ đối đáp mà Đức Phật Ngài đã đáp lại cho các vị chư thiên, phạm thiên nghe. Những cái bài kệ rất là hay thôi và sẽ giúp cho chúng ta có cái trí tuệ bừng sáng nếu mà chúng ta khéo tác ý, khéo nghe, khéo suy nghĩ. Và nhờ nghe pháp thường xuyên như vậy và chúng ta hiểu được từng điều như vậy, có thể chúng ta cho rằng là mình không thông minh lắm cho nên quên trước quên sau, nghe rồi qua ngày hôm sau lại quên mất. Nhưng mà thưa quý vị, mưa, cái câu người ta nói mưa dần thấm đất, cái mặt đất rồi mà đầu khô cằn, nếu chỉ mưa phớt qua một lần đó là ngưng, hai ba ngày sau trời nắng lên thì cái chỗ đất đó ở phía dưới nó lại khô được. Nhưng mà mưa dần, mưa kéo dài từ sáng cho đến trưa, từ trưa đến chiều, mưa nhiều ngày liên tục như vậy thì mặt đất ở chỗ đó nó cũng thấm ướt. Cho nên chúng ta học Phật pháp như vậy, cứ nhớ cái câu mưa dần thấm đất, cứ học hoài như vậy. Nhưng mỗi lần nghe thì chúng ta mỗi lần khéo tác ý, nhớ bữa chút gì, lâu ngày chúng ta sẽ thấm hiểu, sẽ thâm hiểu Phật pháp. Thì hôm nay chúng tôi có trách nhiệm giảng vào ngày thứ sáu tương nguồn kinh với cái bài kinh Na Thí Puttasma Sutta. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái thời gian và tiếp tục phần còn lại, thời gian còn lại sẽ do chư Tôn Đức thảo luận. Và bây giờ thì xin được cung kính thượng tọa giác đẳng điều hợp cho cái phần thảo luận hôm nay. Nam mô Phật Thầy nha. Sao thú kích trình thượng tọa tổ sư. Bạch thượng tọa tổ sư, trước khi thỉnh thừa đi nghỉ, thỉnh thừa trả lời cho một câu là ở trong thì Phật, ở trong bài kệ mà Đức Phật Ngài dạy đó, ở trong Phật bốn câu đó có một câu là không thương ai bằng thương mình. Thì cái chức từ tổ quan thị xác nhận đó là Đức Phật chỉ nói lên cái hiện thực của cuộc sống, là cho dù mình nói mình thương ai đi nữa thì cũng không có phải là hơn thương bản thân mình được. Hay là Đức Phật Ngài muốn dạy đó là một điều mà con người nên làm. Và khi mà mình nói không thương ai bằng thương mình, nếu mà một người có cái ý thức rõ như vậy và biết thật sự như vậy, nó có giúp cho họ sáng suốt hơn, tốt hơn ở trong đời sống hay không? Hay là bởi vì có nhiều người nói rằng cả cuộc đời hy sinh cho chồng, hy sinh cho con, hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho lý tưởng vân vân, nhưng mà Đức Phật Ngài dạy nói cho tận cùng tất cả đều vì bản thân của mình hết. Thì theo sư huynh nghĩ đó, là một người mà ý thức được điều đó có giúp việc gì cho họ hay không? Và điều mà Đức Phật đã không thương ai bằng thương mình đó, đó là Ngài nói lên một cái thực tế hay là đó là một lời khuyên mà Đức Phật Ngài khuyên chúng ta như vậy? Xin cái thần sư huynh. Kính bạch trên tầng, kính thưa quý vị, Đức Phật không bao giờ Ngài khuyến khích đệ tử thương yêu cái gì hết. Ngay cả thương yêu bản thân Ngài cũng không có nói đến.
Vì cái thân này có gì mà phải thương yêu? Có cái gì đáng để thương yêu? Nó chỉ là một khối khổ quần. Nhưng mà trong bài kệ này chẳng qua đó, là Đức Phật đã nói cái thực tế. Khi mà vị trời đó nói rằng là không thương ai bằng thương con, chưa chắc. Có người ta thương bản thân hơn, thương bản thân mình hơn là thương con cái, thương quý thuộc, thương cha, thương mẹ. Bằng chứng cụ thể là có rất nhiều người họ có thể vô tâm trước người thân, nhưng mà bản thân của họ thì họ lại chăm sóc, họ lại nuông chiều theo cái thị hiếu thị dục. Như vậy thì rõ ràng là cái thói đời là họ thương yêu bản thân nhiều hơn ai cũng được. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng cái câu mà Đức Phật này nói rằng Nathi Atasman Peman, không ai bằng thương bình, cái câu đó không phải là Đức Phật tự khuyên chúng ta phải bỏ hết mọi người mà phải biết thương bản thân mình, phải thương bản thân mình. Đức Phật ngày không nguyên như vậy. Tuy nhiên, nếu như ở trong cuộc đời này mà cái thói đời là luôn luôn nghĩ đến bản thân và thương bản thân nhiều hơn, thì trong trường hợp này Đức Phật con chỉ có lời khuyên như thế này: Antanangje vijan chaya rakhiyanam surakhitam. Nếu biết thương chính mình, hãy khéo bảo vệ mình, hãy khéo bảo vệ mình. Bảo vệ bằng cách là hãy là người trí trong ba căn của cuộc đời, hãy sống tỉnh thức thời thiếu niên, thời trung niên, thời lão niên, phải có cái ý thức từ bỏ điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch, thì cái đó mới thật sự là thương mình. Thì cái đó những vật này có viên. Thì bây giờ đó, phàm tình của chúng sanh đó, thì thương bản thân mình. Nhưng mà có người đó, thì họ thương bản thân mình, nhưng mà họ chiều theo dục vọng của bản thân, cái thị hiếu thị dục của bản thân, rồi họ sống trị lạc, họ làm các cái điều ác. Thì như vậy Đức Phật này với khuyên là đừng làm như vậy. Làm như vậy là tự hại bản thân thôi. Còn nếu mà biết thương mình đó, thì hãy khéo làm các biện pháp để mà bảo vệ mình thoát khỏi cái sự khổ đau trong tương lai, thoát khỏi cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula. Đức Phật này dựa theo cái bệnh mà chỉ biết thương bản thân thì ngài dựa vào đó mà ngài khuyên là phải kéo bảo vệ mình thôi. Nhưng mà trong cái câu này không thương ai bằng ta đó, bằng thương ta, thì trong trường hợp này không phải lời khuyên của Đức Phật ngài khuyên như vậy, mà là ngài chỉ nói lên cái sự thật về cuộc đời là như thế thôi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Nam Mô Bổn Thầy. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ lấy phần sư minh đi nghỉ. Thượng Tọa Pháp
Tên như thì còn có mặt ở trước máy và thì còn có nghe được không? À, nếu thì còn học tên nghe được xin thì còn trả lời về mình. Thì đó tên chúng ta thấy ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng không có cái ánh sáng nào như là ánh sáng của trí tuệ. Dạ, ánh sáng trí tuệ. Thì cái câu nói đó phải hiểu theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Thí dụ như là người ta nói là ngoài thái dương hệ ánh sáng mặt trời tới cái Kepler Bell thì nó không có, không còn nữa, nó rất là mờ nhạt và từ từ ra ngoài thái không, vượt khỏi thái dương hệ ánh sáng mặt trời không chiếm được nữa. Ánh sáng là mặt nhật nguyệt thì bây giờ nó có giới hạn không? Nhưng mà cái trí tuệ thì có thể hiểu xuyên thấu nhiều thứ. Thì khi chúng ta nói rằng không ánh sáng là bằng trí tuệ thì Đức Phật kể dạy cái đó theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Ví dụ như khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân hay là lúc mà Ngài đản sinh thì một hào quang chiếu cùng tóc được 10 vũ trụ thế giới chẳng hạn, xin tình ý kiến của Thượng Tọa Phật Pháp Tịnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tế Quyên, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tế Ti Sư Liên Thông của Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Trong nội dung bài kinh này đó thì có một cái câu gọi là ánh sáng được đầu tiên được gọi là ánh sáng của mặt trăng hoặc là mặt trời đáng được so sánh. Rồi Đức Phật Ngài mới dạy ánh sáng của trí tuệ thì đó là một ánh sáng nó bao quát rộng rãi hơn. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói trong cái nghĩa đen thì rõ ràng là cái ánh sáng của mặt trời sáng lớn lắm, sáng rộng. Thì nếu như mà mình nói như vậy đó thì một cái thái dương hệ mặt trời có mặt trăng rồi có những hành tinh là định tinh thì những cái nó cùng xoay quanh chung một hệ mặt trời. Thì chúng ta thấy cái mặt trời như quả thật là ánh sáng nó rộng lớn. Thì điều này đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói là ánh sáng ở trong trí tuệ là ánh sáng bao phủ hơn tất cả đó, thì rõ ràng thì ở đây đó theo cái nghĩa là đó là nói ở trong cái nghĩa bóng. Bởi vì nếu mà mình nói như thế này nè, khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề thì ánh sáng nó sáng tỏ. Nó sáng tỏ mà được nghe mô tả ở trong kinh có nghĩa là các cái cảnh giới, các cái cõi khác nè. Thì mình hiểu là có thể là một mặt trời, một cái thái dương hệ có bao nhiêu, có mặt trời, có mặt trăng, có bao nhiêu tinh tú ở trên đó đó, thì nó cũng chỉ là giới hạn ở trong đó thôi. Và trong khi cái ánh sáng của Đức Phật ấy, gọi là tỏa sáng khắp cả các cái cảnh giới, hầu như là các cái cảnh giới nó đều tỏa khắp hết. Thì như vậy thì các chúng sanh là cảnh giới đều hay biết được cái điều của cái sự giác ngộ của Đức Phật, sự giác ngộ của Đức Phật. Thì ở đây đó, khi mình nói là ánh sáng của trí tuệ là ánh sáng được bao phủ thì có thể nói đó ở trong cái nghĩa bóng, bởi vì chính ở trong cái ánh sáng của trí tuệ nó mới thật sự là mình hiểu ở trong một cái nghĩa nào đó, đó thì nó có đủ sức để vượt thoát. Như là ánh sáng của một bậc giác ngộ thì mới có thể phá tan được cái bóng tối vô minh, như trong kinh mô tả rằng minh sanh thì vô minh diệt. Thì cái ánh sáng đó, ánh sáng trí tuệ mới đủ sức để
để phá tan của cái sự luân hồi sinh tử. Tại vì nếu như chúng ta còn cái bóng tối của vô minh thì có lẽ là còn luân hồi. Luân hồi nói chung là cả tam giới luôn, dục sắc và vô sắc. Chúng ta may mắn thì tạo cái nghiệp thiện, tu tập cái nghiệp thiện thì sanh cảnh giới lành. Còn nếu chúng ta không có tạo được cái nghiệp thiện, chúng ta người tạo cái nghiệp bất thiện thì chúng ta sẽ tranh trong khổ cảnh. Như vậy thì cái đời sống luân hồi này nó sẽ tiếp diễn mãi mãi ở trong cái tam giới này, không thể vượt ra khỏi. Và chỉ có cái ánh sáng của một bậc giác ngộ hay là tuệ giác đó, thì một vị mà giác ngộ hoàn toàn thì ở đó chúng ta thấy là chỉ có Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng như là chư Phật độc giác. Thì cái trí tuệ đó mới thật sự là nó phá tan được cái bóng tối của vô minh. Thì lúc đó đó chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta còn tái sanh thì dù tái sanh ở cảnh giới nào thì cũng còn là hiện hữu của pháp hữu vi, cho nên là còn ít nhiều của sự khổ. Ngay cả những vị phạm thiên tuổi thọ rất là lâu dài do năng lực của thiền chứng mang lại, và các vị ấy hưởng được cái sự an lạc tịch tịnh, an lạc của thủy lạc ở trong thiền. Rồi là nhưng mà rồi đó thì những các vị ấy còn cùng còn phải luân hồi. Do vậy cho nên chúng ta thấy ở đâu có cái ánh sáng của trí tuệ thì ở đó vượt qua khỏi những cái sự đau khổ, những cái sự trắc trở, những cái sự khó khăn, cản trở. Nhưng mà một khi đã có được cái trí rồi thì vượt ra hết tất cả. Vượt ra ở trong cái một cái chướng ngại của phiền não, vượt ra khỏi cái phiền não, vượt ra khỏi cái luân hồi, đặc biệt là vượt ra khỏi cái sự hệ lụy của phiền não và trói buộc của họ không còn nữa. Cho nên là như là một trí tuệ là một trong những cái ánh sáng mà chúng ta hiểu đó là một cái sự tỏa sáng khắp cùng. Bởi vì chỉ có cái trí tuệ mới là vượt ra khỏi vô minh. Còn những cái ánh sáng nào đó thì đều là nằm trong cái sự giới hạn ở trong tam giới này mà thôi. Hay là ngay cả cái ánh sáng mặt trời thì nó cũng chỉ là giới hạn ở trong một cái thái dương hệ, trong một cái phạm vi của thái dương hệ. Và do vậy đó chỉ có những cái trí tuệ, cái ánh sáng của trí tuệ mới thật sự là đầy đủ. Đầy đủ những cái sự bứt phá, vượt ra khỏi những sự ràng buộc của phiền não và chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đây là cái ý của con xin được đóng góp câu trả lời mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Phật. Xin lỗi quý Phật tử, có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, chúng tôi không biết vì có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Thì Quyền ấy, thì có mặt ở trước máy mà thì có nghe được không? Xin thì có hỏi nghỉ trước.
Dạ, quý vị có thấy chữ gọi tại quyền đưa tay không? Nếu quý vị nào thấy chữ tiền tọa tại quyền đưa tay, quý vị có biết cho biết. Dạ. Dạ, có, dạ. Thế thật tại quyền... ở trong đời sống mình có những cái so sánh, cái ví dụ. Ví dụ như là ở đây thì có cái ví dụ là trong cái xã hội Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ và cuộc sống hàng ngày đó, thì con bò phải sử dụng để kéo xe, con bò để cài, con bò cho sữa, thậm chí là con bò cho phân, cho phân bón để làm củi. Ví dụ Ấn Độ thì vị thiên cũng dựa trên quan niệm rất là thường thức đó, nói rằng cái tài sản lớn nhất đó là con bò. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật dạy rằng cái tài sản lớn nhất đó là để cốc, mình nói cơm là lúa gạo là gì ăn được. Ở trong sứ giải nói rằng vào cái thời kỳ mà hạn hán đó, đối khác đó, thì người ta có thể đổi nhiều thứ để đổi lấy lúa gạo, tại vì nó nuôi sống con người mình. Thì chúng ta thấy cả hai cái đều là thực tiễn hết, cả hai cái đều là thực tế, dù là trâu bò hay là mẹ cốc. Thì ở đây muốn hỏi thượng tọa từ quyền một điều rằng cái giá trị thực sự trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mà mình nói là cái gì là cái mà mình cần nhất, mình tốt nhất, thì người ta hay nói đến cái gì có giá trị chân thật là chân, cái gì mà nó hữu ích là thiện, và cái gì nó đẹp là mỹ. Thì phải chăng là khi mà cuộc sống đầy đủ sung túc ấy, thì chúng ta chuộng về cái đẹp, chúng ta chuộng về cái hào nhoáng như là quý kim quý thạch, nhưng mà lúc mà mình nói khác ấy, thì cái gì mà nó thực tế ấy, nó có giá trị tốt hơn? Và có phải chăng đó là ý nghĩa mà Đức Phật ngày dạy tại đây, ngày lấy giá trị thì rất là thực tiễn, là ở trong cái hoàn cảnh nào mà còn có cái gì để nuôi thân, cụ thể là lúa gạo chẳng hạn, thì tài sản tốt nhất? Thì điều đó có nghĩa là Đức Phật trả lời theo quan niệm thực tế kết thúc. Xin tỉnh ý kiến của tòa Tây Nguyên. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, cho tôi đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Di Sư Tôn Thích Ca Tăng, tương tâm bát hành đế Đức Từ Ly Chư Minh Không cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào những quý thân nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì khi Đức Phật ngài trả lời một câu hỏi gì đó cho bất cứ ai, dầu cho là với chư tăng, với các hàng tứ chúng, dầu cho tới thiên ma, vân vân, tất cả mọi cái sự trả lời của ngài đều được phản biện. Chúng ta phải nhớ như vậy, đều được phản biện, hoàn bị ngay trong hiện tại này. Quá khứ không sai lệch, hiện tại không sai lệch, và tương lai cũng không sai lệch. Nếu như chúng ta cho rằng, nếu như ngài nói rằng kim cương, vàng bạc châu báu đó là của tài sản quý, thì lúc đó như đã nói, với những lúc mà củi quế gạo châu hay là khi có lương thực, không còn lương thực nữa, thì chúng ta thấy vàng bạc kim cương hộp sọ nó có ăn được. Đây là sự thật, tức là chỉ một cái sự trao đổi ước lượng thôi. Thì lúc đó trên cái nhìn của xã hội Ấn Độ thì con bò nó là đa tác dụng, cho người ta coi đó như là một tài sản. Không nói như vậy, mà nói đến khi con bò thì nó cũng bằng cái gì, con bò đó chỉ là một tài sản cá nhân, nhưng điều mà nó quý giá nhất chính là ngũ cốc thôi, tức là cơm nước bánh trái vân vân. Thì ở đây chính là những cái vật thực mà để nuôi sống con người, đó chính là một sự quý giá. Thì chúng ta nhớ tới cái thời mà cổ đại một chút xíu, con người lúc đó nó có một cái, phải nói là có một cái sự sống hết sức là căn bản, chính là
làm sao họ tìm được cái lương thực không chứ ngoại tâm. Họ không có suy nghĩ gì tới cái chuyện mà vàng bạc châu báu cả. Đây là một câu mà Đức Phật Ngài trả lời, nó mang tính quản lý, chứ không phải là đối phó với câu trả lời của vị thiên. Của vị thiên đã hỏi như vậy so với cái hiện tại, so với cái hiện tại đó nó là châu bò, thì chẳng hạn như là con bò chính là tài sản. Thì Đức Phật Ngài không nói như vậy, mà nó lúa gạo, tức ở đây nói đến một cái lương thực của kiếp sống con người. Mà sắp bê sát tạ hà rắc tư tí ca, tức là chúng sinh di toàn phải vô nhờ một thực. Nếu chúng sinh ở cõi ngũ quẩn, mà đặc biệt tức là cõi người, như là cõi người chúng ta, thì có đủ cái tướng thực, mà đặc biệt tức là cấp đi ca rô hà rô, tức là đoạn thực, tức là công thức bánh trai. Đây là một điều đặc biệt. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài, cái vô ngày giải của Ngài nó nằm ở chỗ đó, tức là quá khứ hiện tại vị lai gì cũng như thế đó, chứ không thể sai lệch. Bây giờ sự thật ra mà nói, đến lúc mà quý vị thấy, như chẳng hạn như là Houston vừa rồi cũng như là một cái bang Texas, chúng ta thấy nếu nó như là một triệu phú luôn, là tỷ phú luôn, thì lúc đó không còn điện, không có điện nữa, thì có tiền đâu có mua nổi nữa, đâu có mua nổi cái điện đó. Lúc đó nó cúp toàn phần hết thì phải chịu như vậy. Thì chúng ta thấy lúc đó đồng tiền của cải của họ nó vô số, những điều nó không có mua được. Ngay lúc đó chỉ có cái ấm để đối diện, để đối lại cái lạnh thôi, chỉ có cái hơi nóng đó, đó. Mà chúng ta thấy mua cái sưởi ấm chút xíu ga điện nó là một vấn đề lớn, nó bao nhiêu đó thôi. Chúng ta đừng có nói rằng là đồng tiền nó sẽ là tất cả. Chúng ta suy nghĩ lại, tức là nếu như trường hợp như những người nhà giàu có đó, họ không có chuẩn bị những cái chúng ta gọi là dự phòng về cái máy phát điện, thì chúng ta thấy cũng bó tay. Thì cũng vậy, cái sự trả lời của Phật đó, chúng ta thấy hết sức là đặc biệt. Cũng như bây giờ chúng ta làm sao mà cái vật thực của chúng sinh, cơm nước bánh trái nói chung là vật thực, nếu ở sống là phải có lương thực, phải có ngũ cốc, hay là phải có cái lúa gạo đây, tức là đơn cử cho cái cấp Ricardo Haro này, thì đó chính là một tài sản của con người. Thì chúng ta nhớ ông bà mình luôn luôn trữ, mà ở miền quê kêu là trữ thóc trữ gạo á, tức luôn luôn lúa nó có trong dự trữ để có thể nguy cơ mà có thể có gạo mà ăn. Xưa là như vậy đó. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta biết thế giới đang bị thiếu lương thực, chứ không phải là đủ đâu. Đang bị thiếu lương thực và trong một ngày gần. Và ngay cả như chúng ta thấy như các nước châu Phi, không có tìm được nước, không có tìm được lương thực. Đã. Chứ chúng ta không phải là chúng ta nghĩ rằng là bây giờ ngày hôm nay nó đầy đủ tất cả. Chúng ta thấy xung quanh ta, chúng ta may mắn, chúng ta đầy đủ, thì xung quanh ta được đầy đủ như vậy. Nhưng nếu như có một biến loạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng hay là chúng ta thấy thiếu lương thực một cách trầm trọng, thì nó sẽ chuyện gì, nó sẽ xảy ra đây. Thì chỉ là cái gì, không còn cái gì quý giá bằng một cái. Mà chúng ta còn ngày xưa đó, cái câu mà chúng ta cổ quế gạo trâu, nó quý giá như vậy. Thì nếu chúng ta hiểu được một cái tính mà đa dạng như vậy, thì chúng ta mới thấy được rằng cái sự trả lời của Đức Phật nó rất là hiện hữu, nó rất là phù hợp và nó rất là đầy đủ cho tất cả. Cho nên vì vậy ở trong cuộc sống này nó là điều rất là đặc biệt. Nhưng chúng ta thấy có những lúc có những con sức khỏe là gì? Nó sức khỏe. Tài sản đó là gì? Tài sản đó là sức khỏe. Có những lúc nói rằng tài sản đó là cái gì? Chính là trí tuệ. Có những lúc tài sản đây chính là nó ngũ cốc theo cái tinh thần để so sánh với cái lý của thực tế. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Với cái vị chư thiên đã hỏi nhằm mục đích như thế nào, thì Đức Phật Ngài đã lời cho nó y cứ cái câu đó, cho nó đồng nhất với
với cái câu hỏi của người, và sự trả lời này nó được hoàn thiện hoàn bị, mà chúng ta gọi là sự hoàn bị, sự đầy đủ được cái sự tốt đẹp, chứ không phải là như chúng ta muốn một chuyện trả lời đối phó cho qua chuyện, không phải, không phải. Mà vì Đức Phật Ngài biết rằng đó là những cái ngôn khẩu từ của chính Ngài, những gì quá khứ chư Phật quá khứ đã nói, hôm nay cũng sẽ được lặp lại, cũng sẽ được Ngài bằng một cái tuệ, bằng ánh sáng trí tuệ của Phật lực nhà soi sáng mới là như thế. Và tương lai cũng không thể nào thay đổi, chúng sinh còn tồn tại trong cuộc đời này nó là như thế. Thì quá thật đặc biệt, đầu tiên của cái con người thì đâu phải là gạo lúa, nhưng điều của nó là những cái đất mà nó đóng sữa. Rồi sau đến một cái lúa xa đi, là cuối cùng thì đồng ý chúng ta mới trồng lúa do cái tâm tham của người. Thì chúng ta gọi tạm gọi là thở mà khai thiên lập địa đó, của cái sự hình thành của quả đất này, của chiếc đất này, của chúng sinh từ có phạm nhân xuống dưới này, thì nó là như thế. Thì cũng phải có lúa có gạo, cuối cùng thì cũng phải có lúa gạo thôi, và để mà có sự sống. Cũng như ngày xưa đó, theo kinh đó, thì chỉ ra đồng gặt về là có, đem về là lúa gạo đã ăn được. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là bắt đầu phải từ cái lúa đó phải bốc ra, phải chúng ta gọi là chúng ta chà xát nó để cho nó ra gạo, cái nào ra trâu dạ, thì chúng ta nấu lên chúng ta mới có thể dùng được dạ, thì chúng ta tự gọi. Đây là câu trả lời của chính con này, như thế đi qua đi học tập thực hiện như này. Nam mô Bổn Thà dạ. Sao chúng kính thưa chư Phật tử quý, thưa quý Phật tử, chúng tôi xin đóng góp thêm một vài điều liên quan đến bài kinh này. Ở trong bài kinh này có một điều mà có lẽ là nhiều vị sẽ ngạc nhiên là tại sao khi vị thiên nói rằng không có nước nào lớn như là đại dương, một cái khối nước khổng lồ, tất cả chúng ta đều có nước của biển cả, mà Đức Phật Ngài nói rằng không có nước nào hơn là trời mưa. Có ba cái ví dụ mà chúng tôi có thể nói ở đây, điểm này là vị nào mà đi sang bên Trung Đông á, có một cái biển á, ở giữa Do Thái và Cho nên gọi là Dead Sea, gọi là biển chết á. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được câu nói của Đức Phật là biển mà không có mưa là biển chết. Và một khi mà cái hướng mà nó đã đổi rồi để mưa không tới thì biển nó cạn đi. Thì biển chết là cái biển mà càng ngày nó càng cạn đi, và cái độ mặn rất nhiều đến nỗi mà chúng ta xuống nằm ở dưới biển nó không chìm, để nó không quá mặn đi. Và một vài cái hành tinh ở trong đó chúng ta kể đó là Ma, là hỏa tinh, và kể cái trái đất của chúng ta nữa, là mưa đó là một cái hiện tượng kết hợp của dưỡng khí oxy, của hơi nước và nhiều thứ. Và ở cái hành tinh nào mà trời mưa không còn nữa đó thì tất cả đều cạn, kể cả biển của hỏa tinh. Ngày nay các phi thuyền họ đều nói như vậy. Và khi mà chúng ta nhìn thấy trước mắt đó, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng ô, nước biển là một cái khối nước mênh mông mà không có gì lớn bằng nước biển. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng thật sự mà nói đó là biển tuy nó lớn, nhưng mà một khi cái nguồn mưa không còn nữa thì biển không còn. Điều này có gì chúng ta những ý nghĩa nào mà chúng ta nên suy nghĩ, là trong cuộc sống này có đôi khi có những điều mà chúng ta nhìn bằng mắt thấy như vậy, nhưng mà kỳ thật nó cũng không có đúng như là chúng ta nghĩ. Vì vậy trong cái nhìn thường thức và cái nhìn của chuyên môn, cái nhìn của kinh điển, nó có những lúc nó khác nhau. Và khi mà chúng ta học Phật pháp thì những điều này thật sự không phải đơn giản để mà hiểu, và không phải đơn giản mà hiểu. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, ví dụ như mình học trong nói pháp, mình nói là phương hướng là chỉ định, và phương hướng chỉ định thì đối với một số các tôn giáo, ngay cả các Phật giáo chẳng hạn, thì phương hướng là cái gì cố định. Ví dụ mình nói rằng ở trong kinh A Di Đà nói người buông dự thế giới Ta Bà về hướng Tây, có một cái đất nước gọi là nước Cực Lạc của Đức A Di Đà chẳng hạn. Nhưng mà khi chúng ta học Thắng Pháp thì Thắng Pháp nói rằng phương hướng Đông Nam Tây Bắc chỉ là chế định thôi. Chúng ta lấy cái trục quay của địa cầu là ở Bắc Cực
là hướng bắc ở nam hướng nam, nhưng mà đông và tây đó, nếu chúng ta đi hoài ở hướng đông sẽ gặp hướng tây và đi vào hướng tây nó trở về chỗ cũ, thì như vậy đông nam tây bắc nó chỉ là thi thiết chứ nó không phải là pháp thực tiên tính. Đây là một điều rất là quan trọng mà chúng ta hiểu. Nên khi thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì có rất là nhiều điều mà phải nói là Đức Phật dạy thời đó không hiểu hết. Chúng ta phải nhìn nhận một điều là cái công nghiệp như chúng tôi có lần đề cập đến quý vị là Đức Thế Tôn mà dạy rằng tất cả những cái hiện tượng dù là vật chất hay là tâm thức ấy, nó là những cái kết cấu bằng những cái sát na và nó tạo nên một cái dòng sanh sanh diệt, sát na để sanh sát đi chi diệt. Trước khi mà con người hiểu về nguyên tử, hiểu về phân tử thì chúng ta thấy núi là núi, biển là biển, sông là sông, và ít bao giờ chúng ta nghĩ rằng từ cái sông núi, từ cái tất cả những cảnh tượng lớn nhỏ, hiện tượng vật chất mà chúng ta biết ở trong cuộc đời này đó, nó đều là một cái sự kết hợp của nhiều cái phân tử, nhiều cái nguyên tử. Vì vậy chúng ta phải nói một điều rằng có rất nhiều đoạn kinh đôi khi chúng ta đọc và chúng ta phải cần đến sớ giải chứ chúng ta không thể nào mà hiểu một cách bình thường. Cũng giống như khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thưa quý vị, đọc về tám điều lạ của biển cả đó, thì lúc đó rất là ngạc nhiên một điều là Đức Phật dạy rằng cái bờ biển đó, nó luôn luôn từ cái chỗ cạn ra chỗ sâu, chứ nó không có một, nó sâu liền lập tức, tức là nó có cái bách liền tức đó. Thì chúng tôi nói ủa sao lạ vậy, mình ra bờ biển thỉnh thoảng có những chỗ mình hụt chân mà, nhưng mà thật ra Đức Phật này không nói một vài cái chỗ sâu như vậy mà ngài nói về cái thềm lục địa. Và nếu chúng ta nhìn vào cái thềm lục địa của tất cả các châu lục đó, thì không có thềm lục địa nào mà nó thẳng như là vách đá dựng hết, mà thềm lục địa đó nó phải từ ở trong bờ chạy ra ngoài ít nhất là bao là nhiêu đó thì từ nó mới sâu được. Thì cái thềm lục địa mà Đức Phật nói dạy đó nó rất là khác với cái hiểu của chúng ta về bờ biển, là đi ra một cái gành đá hay một cái nơi nào đó mà hụt chân người ta chọn. Vì vậy trên phương diện diễn tả bằng ngôn ngữ nó là một lẽ, cái ngôn ngữ có đủ cái khả năng để chuyên dạy những nghĩa lý không là một lẽ, nhưng mà tùy thời, tùy cái văn hóa, tùy cái trình độ hiểu biết của nhân loại thì chúng ta phải nói rằng những lời dạy của Đức Phật không có đơn thuần và để chúng sanh có thể hiểu được. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong kinh có cái chữ chắc cá mà chúng ta dịch là luân xa hay là thiên luân, và chắc cá mà trong Đức Phạm cũng biết là máy. Và ở trong kinh có đề cập đến hình ảnh của một vị trưởng lưng vương cốt mà có thể đi từ nam tới bắc, đông sang tây trong một ngày đi về. Thì thưa quý vị, hồi nhỏ chúng tôi nghĩ là ở trên đời có cái chiếc xe nào có thể đi như vậy, nhưng mà thật ra nó là một chiếc phi cơ. Chắc cá có nghĩa là bánh xe mà cũng có nghĩa là máy nữa. Thì chúng ta thấy rằng thầy Đức Phật còn tại thế mà diễn tả một cái chiếc chiếc cơ, một phi cơ như là phi cơ chở tổng thống Mỹ đi từ đây qua Âu Châu trong một ngày, hay là từ từ tòa bạch ốc chạy xuống đi xuống California rồi trở về trong một ngày đó. Nếu câu chuyện đó là câu chuyện mình chúng ta kể cách đây trước đây 100 năm, 200 năm về trước, thực ra cũng khó nghĩ chứ đừng nói chi cả mấy thế kỷ về trước. Vì vậy cái khả năng mà đọc kinh xưa, đọc kinh ở trong một cái nền văn hóa nào đó đó để mà có thể hiểu đó, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng cái khả năng của chúng ta rất là giới hạn và khác với cái nhìn của vị chánh đẳng chánh giác. Chúng tôi tin chắc một điều rằng trong cuộc đời của chúng ta mà 40 năm về trước mà chúng ta nói về điện thoại thông minh, thật ra người ta cũng mơ hồ không phải biết rõ nữa, chứ đừng nói chi là chúng ta nói về 1-2 ngàn năm về trước. Lúc bây giờ thì cái trình độ khoa học kỹ thuật nó lại lại hạn chế đi. Thì khi mà trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến cái câu trả lời của câu nói về chữ thiên là ánh sáng ở bằng mặt trời đó, thì chúng ta buổi trưa nhìn vô lượng quang, kỳ thật thì ánh sáng mặt trời nó chỉ giới hạn trong thái dương hệ thôi. Và khi mà đi ra khỏi thái dương hệ, khỏi Kepler Bell thì chúng ta
nó không được ánh sáng nữa, và ở ngoài đó là một cái thái không tối thâm thẳm, bởi vì ban đêm khi mà chúng ta không bị mặt trời, ánh sáng mặt trời che đó, thì chúng ta sẽ thấy được những cái tinh tú, những thiên thể rất là xa, thậm chí thấy được Milky Way là một cái thiên hà mà chúng ta gọi là ngân hà đó, là bởi vì ở ngoài đó ánh sáng mặt trời không có làm mờ mắt chúng ta được. Nên chi riêng đối với bài học này và nhiều bài học khác, thật ra rất là thú vị, trong cái chương Lady Podcast này của Tương Bộ Kinh ấy, thì chúng ta nghe rất là nhiều cái sự tỉ dạo, mà sự tỉ dạo so sánh nó đó, ở đây chúng ta không nói là nhân loại chứ, những cái lời nói này là nói của vị thiên, của một vị thiên nhân mà chúng ta thường lễ bái và chúng ta nghĩ là vị đó có thể biết được tất cả, nhưng mà kỳ thật thì nó không phải vậy. Và qua cái lời nói, qua cái sự ý nghĩa mà Đức Phật, một vị đại giác giảng dạy, thì chúng ta thấy hoàn toàn là khác biệt. Do vậy, chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta khi học Phật Pháp đó, thì chúng ta sẽ học với một cái tinh thần rất là cởi mở, và đặc biệt là đừng rời xa sớ giải. Và sớ giải cho chúng ta biết rất là nhiều điều, mà những điều này đó đôi khi mình nó không có nằm trong cái tưởng tượng của mình, và nó không có nằm ở trong cái tri thức của mình. Ví dụ thì trời chúng tôi một chút, sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho một câu. Sư Nguyên Thông, đối với ở trong cuộc sống này, mà khi mà chúng ta nói về tri thức, chúng ta nói về trí tuệ, chúng ta nói về sự hiểu biết đó, thì chúng ta nghĩ rằng sự hiểu biết đó nó có giới hạn không? Nó có hạn cuộc không? Ví dụ như là có bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng cái tri thức đó, nó chỉ có thể đến chừng đó, hay là càng ngày càng sống, càng khám phá, càng hiểu biết đó, thì cái tri thức con người thật sự nó không có giới hạn cái lúc đấy. Xin hãy kính thưa sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lĩnh sư phụ có lý giải cho cái câu là cái tri thức các con có giới hạn hay không. Kính thưa sư phụ, về phương diện con người đó, sư phụ, thì cái tri thức của họ thì con nghĩ là có cái giới hạn, bởi vì con người mà. Chứ còn đối với những cũng là con người, nhưng mà khi mà đạt đến bậc thánh rồi thì cái tri thức của họ thì không thể nghĩ bàn, thưa sư phụ. Là bởi vì khi mà nói đến cái trí tuệ thì cái trí tuệ của chư Phật rất là thâm sâu, cũng như là ngài nói trí tuệ của người là những cảnh giới của thiền định, thì tất cả những cái đó là nó không thể nghĩ bàn đối với những cái lĩnh vực mà thuộc về trí tuệ của bậc thánh. Còn nếu mà con người thì cái sự hiểu biết của con người thì chỉ nằm trong cái đầu óc của họ thôi, nhưng mà tùy cái trình độ của họ thì có cái thâm sâu, nhưng mà thâm sâu được có thể mà hiểu biết được. Nhưng mà đối với cái trí tuệ của những bậc thánh mà cũng từ con người rồi, khi mà tu hành lên cái bậc thánh rồi thì cái trí tuệ đó không thể ghi bàn, là bởi vì không thể nói được. Nó có nhiều cái hình dạng, hình tướng mà những cái bậc thánh đó nói lại là có những bốn điều mà không thể nghĩa bàn, thì trong đó có cái trí tuệ của hay cảnh giới của thiền định vân vân. Còn đối với con người của chúng ta, thưa sư phụ, là con người của chúng ta, cái trí tuệ của con người của chúng ta, thí dụ như con nói là cái trí tuệ của con thì nó có xá gì đâu, chỉ biết một hai điều ở trong sách vở mà mình đã đọc qua thôi, còn những sách vở mà mình chưa đọc thì mình không có biết. Vì vậy cho nên nói về cái trí tuệ của con người, của chúng sanh đó, thì nó có giới hạn do cái mức hiểu học của con người. Nhưng mà trí tuệ của những bậc mà đã lên được bậc thánh rồi, thì từ tu đầu hoàng tới đà hàm, a đà hàm, a la hán, thì trí tuệ của họ thì con nghĩ là nó không có ngàn mé. Kính thưa sư phụ, đó là những cảm nghĩ của con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều thâm sâu mà con nghĩ chưa tới. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sau cái trình sự nguyện thống,
Tính Phật tử khi mà chúng ta đọc vào ở trong kinh Tăng Chi này thì có một số bài kinh rất là ngắn, nhưng mà đó đây chúng ta sẽ kết hợp một số những cái câu nói, cho dù chúng ta không có hiểu hết, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó suy gẫm thì nó rất là thực tế, rất lợi cho đời sống của mình. Một số trong những điều mà chúng ta nên đề cập ở tại đây đó, đó là câu nói rằng không có thương ai bằng thương mình, hay không có thương ai bằng thương bản thân của mình. Tại sao chúng ta nên biết được điều này? Tại vì đôi khi trong cuộc sống này đó, mình hay có một cái lời tuyên bố nó cũng như là thẩm sinh. Chúng ta lấy ví dụ như là một bà mẹ thương con, mình mới nhìn ở bên ngoài thì đó là cái tình thương con, nhưng mà thưa quý vị, ở trong tình thương con đó đó thì nó có một việc mà liên quan đến cái vị ngã, đó là của ta. Ví dụ con mà con của người khác đó, thì mình không thương bằng con của mình, thì mới bị trời chứ mình. Vị ngã ở đây đó, cái quan niệm về ta, về của ta, về tự ngã của ta. Đôi khi mình nghĩ rằng mình thương con thật sự đó, nhưng mà phải là con của mình. Chúng tôi nhớ có một cái chuyện này, đó là đọc một bài báo, ở trong đó thì câu chuyện xảy ra ở Đà Lạt. Có một người phụ nữ khi mà đi sanh, không biết vì lý do gì mà người ta đưa lộn em bé. Em quý vị biết mà, thường thường khi một em bé ra đời hay là một bệnh nhân vào trong bệnh viện đó, thì họ có một cái thác, tức là một cái vòng mà họ đeo trên tay đó, chỉ cho tên đứa nhỏ, nhưng mà đôi khi người ta làm việc nó cũng có chút lơ đễnh sơ hở, và khi họ làm việc sơ hở đó thì con vua này giao cho con người kia, nhưng mà sau đó vì lý do gì đó mà người ta lại có thể tìm ra được là đứa con đó đã sai. Bây giờ họ có cách thuật ngữ đi để họ biết việc sai. Thì thưa quý vị, khi mà đó là con ruột và mình nghĩ đó là con ruột của mình thì nó giận nó hư thì con ruột vẫn là con, nhưng mà sau đó thì khi mà biết đứa con nó không phải là con ruột của mình rồi mà nó hư hỏng thì mình lại nghĩ rằng cái là do cái nợ nào đó mình trả chứ không phải là con ruột của mình. Thì cái tình thương ấy thì thực sự thương rất là thương, và đôi khi chúng ta bắt gặp một vài cái tình thương gọi là quên mình, gọi là hy sinh. Nhưng mà tất cả điều đó nó đều là nó có một cái lý tưởng, một cái quan niệm về cả áp đặt. Bởi vì người ta nói như vậy, người ta nói rằng con thương mẹ vì mẹ là mẹ của con, nó khác với con thương mẹ vì mẹ là mẹ. Mẹ là mẹ có nghĩa là mẹ sao con cũng thương hết, nhưng mà có gì con thương mẹ vì mẹ là mẹ của con, ở trong đó có tinh thần bị ngã. Và đây là một trong những cái điểm mà rất khó hiểu trong cuộc sống của chúng ta trên phương diện tâm lý. Tại sao mình thấy rằng nhiều người hy sinh lắm, hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho quê hương, nhưng mà kỳ thật á là quý vị thấy rằng người ta nói câu là nếu mà mình yêu quê hương á thì mình không thể thương đồng bào, không thể không thương đồng bào, mà thương đồng bào mình không thể thương không thương người láng giềng hay là người mình. Nhưng mà có những người họ nói thương quê hương nhưng mà họ không thương những người xung quanh, không thương láng giềng. Và có những người thương dân tộc nhưng mà cũng không có thương không có thương người trong một cộng. Bởi vì cái gì mà gọi là thương yêu, một ý nghĩa ái quốc, một ý nghĩa yêu dân tộc, một ý nghĩa yêu con cái, yêu đồng loại đó vân vân, thì ở trong đó nó thường gắn với cái gì liên quan đến vị ngã. Cái vị ngã đó là cái tôi, là cái của tôi, rất là khó hiểu thưa quý vị. Quý vị thấy rằng có rất là nhiều người đi chùa nghĩ rằng mình thương đạo, mình quý đạo,
Nhưng mà rồi một lúc rồi mới khám phá ra rằng mình đi chùa phải mình thương Đức Phật, mà mình đi chùa là vì bản thân của mình. Mà cái gì mà trái ý nghịch lòng, cái trái ý mình bỏ chùa, mình đâu nghĩ đến Đức Phật nữa. Tại vì nếu mình đi chùa mà mình thương, thật sự mình thương Đức Phật á, thì gặp những trường hợp như vậy mình đã không có không có bỏ Đức Phật, không có bỏ chùa. Mà trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn một lòng đi. Mình đi chùa không phải là vì mình mà vì Phật, vì Pháp. Đây là một vấn đề khó, rất là khó hiểu trong đời sống. Tại vì nhiều khi mình nghĩ rằng mình làm việc đó vì đại nghĩa, mình làm việc cái hy sinh mà nói mình làm cái đó vì bản thân của mình thì nghe kỳ quá, nhưng mà kỳ thật thì nó không giống như mình nghĩ. Nên khi chúng ta cần học, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa, và từ cái học hiểu đó đó mình có một cái thái độ khách quan hơn, tương đối là ít có chủ quan, ít có vỏ đó và ít có áp đặt, và chúng ta sẽ đến gần tới đối với lại thân chịu Phật. Ở đây chúng ta xin được đọc lại bài kệ hôm nay mà chúng ta học đó. Vị thiên nói với Đức Phật là không bạn thương ai bằng thương con, bởi vì chính Đức Phật ngài cũng dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh rằng chỉ có nước lửa chiến tranh mới tách rời mẹ với con, có nhiều khi đi cả vạn dặm để tìm con. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là thương con hơn là thương bản thân. Vị thiên nói rằng không thương ai bằng thương con, thì Đức Phật dạy rằng không thương ai bằng thương mình. Vị thiên nói rằng không có tài sản nào lớn hơn châu bò, tại vì châu bò thực dụng đa dụng ở trong đời sống người Ấn Độ và ở trong xã hội nông nghiệp thời xưa. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng không có cái tài sản nào quý hơn là lúa gạo hay là mề gốc, tức là những thứ nuôi thân, những thứ mình ăn được. Tại vì có những thời mà đói kém á, người ta làm một việc là cầm lòng bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không vàng. Như trường hợp tị nạn với những khi người ta bán vàng ra chỉ để mua thực phẩm, hay là những cái người mà ở Yukon hay là ở những nơi mà đi tìm vàng đó, đôi khi họ đổi có thể mấy chỉ vàng để đổi một ít phô mai và muối và gạo, thì chúng ta mới hiểu được cái thực phẩm nó quan trọng lắm. Rồi câu nói là không có ánh sáng nào mà sáng tuệ, thì ánh sáng, câu đó là câu trả lời của Đức Phật. Khi vị thiên nói không ánh sáng nào bằng ánh sáng mặt trời, mặt trời chỉ sáng đến trong phạm vi của thái dương hệ mà thôi, nhưng cái trí tuệ có thể hiểu nhiều hơn, và cái trí tuệ của chư Phật khi Đức Phật giảng pháp đó, thì có thể soi sáng đến 10 vũ trụ thế giới sa bàn. Chúng ta nói đến không có nước nào bằng biển cả, đó là câu nói của vị thiên. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng không có nước nào mà bằng mưa, tại vì mưa không còn thì đại dương sẽ cạn, và đại dương cạn đó là một điều không tưởng tượng với chúng ta được. Nhưng mà quả thật biển Caspian, biển Dead Sea là những biển mà đã cạn vì thiếu mưa, vì không còn mưa. Và một ngày nào đó thì cái tính cầu của chúng ta đang sống tại đây, đến lúc nào đó không còn mưa thì bốn biển cũng như hỏa tinh ngày xưa đã từng có nước, và bây giờ hỏa tinh đã cạn không còn nữa bởi vì không còn mưa. Ở trong cuộc đời có cái so sánh giữa thương thức và cái nhìn của bậc thánh trí, bậc đại giác như Đức Phật, thì vượt ngoài cái sự hiểu của chúng ta. Chúng ta phải suy niệm, phải lãnh hội và phải biết ý nghĩa, nhất là qua sớ dạy thì chúng ta mới thấy sự hữu lý về những điều này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Thái Trang Ma, cái chương trình tôn đức đã vào Rung để diễn giảng. Đại lễ quý ngài, xin chào tạm biệt, chúc tất cả một ngày an lành, niềm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ có bài giảng ở trình tương ứng bộ của Thượng tọa Pháp Tân. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú là